Được biết rằng ca khúc Hôm Nay Em Vui Quy ra mắt vào ngày 9 tháng 10 do Nguyễn Đình Vũ thể hiện, không phải là do anh sáng tác. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ vì từ trước tới nay những ca khúc của Nguyễn Đình Vũ đều do anh sáng tác và anh cũng được xếp vào hàng những nhạc sĩ có sức sáng tác khủng. Hôm Nay Em Vu Quy là một sáng tác của Long Họ Huỳnh, một nhạc sĩ trẻ thuộc studio của Nguyễn Đình Vũ. Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ nhạc sĩ 9X cho biết, việc một bạn trẻ sáng tác sẽ giúp mang đến một tư duy, phong cách âm nhạc hiện đại hơn. Do vậy, Nguyễn Đình Vũ cũng muốn được thổi một làn gió mới cho các ca khúc của mình. Trong MV, Nguyễn Đình Vũ từ một chàng trai ở thời hiện đại đã xuyên không về quá khứ. Lúc này anh phát hiện tiền kiếp của mình chính là một ông vua, vì đam mê tửu sắc mà bị gian thần hãm hại. Đáng nói ở thời hiện đại, chàng trai này cũng là người nghiện rượu, nên việc được xuyên không về quá khứ và chứng kiến mọi việc đã giúp anh nhận ra được tác hại thật sự của bia rượu. Từ đó thức tỉnh bản thân nên từ bỏ loại thức uống gây tổn hại đến sức khỏe này. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện MV, Nguyễn Đình Vũ cho biết mọi thứ bắt nguồn từ chính câu chuyện thật và những cảm nhận của anh. Theo đó, ba của anh là ca sĩ Nguyễn Đức Vượng vừa qua đời cách đây không bao lâu do ảnh hưởng của bia rượu. Vì muốn truyền tải đến mọi người thông điệp, hãy nên ngừng uống rượu, nhưng theo một cách nhẹ nhàng hơn, nên anh quyết định thực hiện MV với câu chuyện của một chàng trai đánh mất tất cả chỉ vì thói nghiện rượu. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện MV, Nguyễn Đình Vũ cho biết ảnh hưởng của dịch bệnh đã gây khá nhiều trở ngại cho anh và ekip. Cụ thể, MV vốn được dự định sẽ thực hiện và phát hành vào đầu năm 2020, nhưng do dịch bệnh nên cả ekip phải dời lại liên tiếp 2 lần. May mắn là đến hôm nay, MV có thể kịp thời ra mắt khán giả. Nếu không, chắc Vũ sẽ rất tiếc nuối cho năm 2020, không thể gửi đến người hâm mộ một hình ảnh mới của mình. Nguyễn Đình Vũ chia sẻ, mặc dù chưa thể tiết lộ về tổng kinh phí thực hiện MV cổ trang, nhưng thông qua những hình ảnh chỉn chu về trang phục, cảnh quay được nam ca sĩ đưa vào MV, có thể thấy sản phẩm lần này được Nguyễn Đình Vũ đầu tư rất nhiều tâm huyết. Nhắc đến Nguyễn Đình Vũ, có lẽ hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt mọi người chính là hình ảnh của một anh chàng siêu to khổng lồ với ngoại hình phúng phính đáng yêu. Tiếp theo đó sẽ là những bài hát siêu buồn nhưng lại như thấu đáo tâm can của mọi người do anh sáng tác. Những sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Đình Vũ được khán giả đón nhận vì giai điệu dễ nghe, ca từ có ngọt ngào, có đượm buồn, đúng tâm trạng và linh hoạt, bắt kịp thị hiếu của người nghe. Trong đó, không ít ca khúc của anh đã trở nên kỷ niệm khó quên trong lòng những 9X vài năm trước. Nguyễn Đình Vũ là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sinh năm 1991. Trước kia, khi nhắc tới Nguyễn Đình Vũ thì người ta thường nghĩ tới chàng ca sĩ có cân nặng khủng nhất trong showbiz Việt, đỉnh điểm là 111 kg, và là người sở hữu rất nhiều sáng tác. Điển hình, anh chàng là người tạo hit cho Hồ Quang Hiếu, Không Cảm Xúc, The Man, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa, Noo Phước Thịnh, Hạnh Phúc Thoáng Qua, Đan Trường, Ngày Em Cưới, Xin Đừng Đi, Đông Nhi và rất nhiều các ca khúc được Nguyễn Đình Vũ chắp bút đều leo lên thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Vũ còn làm tốt vai trò ca sĩ của mình khi thường xuyên ra nhạc với những ca khúc đi vào lòng người nghe như Lỡ Thương Một Người, Khát Vọng Thượng Lưu, Đã Từng Là Tất Cả. Anh chàng còn đa năng hơn nữa khi đảm nhận công việc hòa âm phối khí chuyên nghiệp. Một số album có sự tham gia của Nguyễn Đình Vũ như Ký Ức Của Mưa, Bảo Thi, Mơ Một Giấc Mơ, Quang Vinh, Thiên Thần Khóc, Huyền Thoại. Ngoài ra, Nguyễn Đình Vũ còn được gọi là Thánh Lai trên mạng xã hội vì anh chuyên thực hiện cover những ca khúc nổi tiếng. Hình ảnh một anh chàng có ngoại hình mập mạp, chơi piano khéo léo, có giọng hát vừa cao vừa lạ, ngay lập tức khiến cho mọi người vô cùng chú ý. Có thể nói Nguyễn Đình Vũ bước vào con đường sáng tác âm nhạc từ khá sớm, ngay khi anh còn là một nam sinh lớp 10. 15 tuổi thất tình và bắt đầu sáng tác. Anh chia sẻ, đó là khoảng thời gian anh đơn phương yêu một cô gái nhưng không được đáp lại. Anh đành giãi bày tâm tư của mình qua con chữ và nốt nhạc. Vậy là bài hát đầu tiên mang tên Giây Phút Bên Em ra đời. Lời bài hát chân thành và mộc mạc, giai điệu bắt tai đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Một năm sau, Nguyễn Đình Vũ đã bắt đầu có sản phẩm sáng tác để bán cho những ca sĩ khác. Khởi đầu thuận lợi này đưa Nguyễn Đình Vũ qua một lối đi khác hẳn so với bạn bè cùng lứa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mắn đầu tiên của Nguyễn Đình Vũ đó là được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cha anh là cố ca sĩ Nguyễn Đức Vượng, còn anh trai đầu tiên theo nghiệp DJ, anh kế là nhạc công chuyên nghiệp, còn em út của Vũ cũng đi hát. Vũ từng hóm hỉnh chia sẻ, nhà mình ngày nào cũng ồn ào, nhất là khi có đủ mặt 4 anh em. Trong căn nhà nhỏ, mấy anh em ai cũng say mê với thú vui của riêng mình. Đôi lúc nghĩ lại thấy thương mẹ nhất, hàng ngày phải nghe đủ thứ âm thanh. Vì những viên đá đầu tiên đó, Nguyễn Đình Vũ đã có khởi đầu khá thuận lợi và suôn sẻ. 28 tuổi, sở hữu hơn 100 bài hát. Đến nay, chàng trai 9X đã hoạt động trong thị trường giải trí được hơn 10 năm. Gia tài mà Nguyễn Đình Vũ gom về không phải nhỏ, hơn 100 ca khúc sáng tác, 5 album cá nhân và hàng loạt những dự án hòa âm phối khí cho những ca sĩ nổi tiếng. Vốn dĩ, thói quen của khán giả nghe nhạc sẽ chú ý đến ca sĩ thể hiện bài hát mà không để ý người sáng tác và tạo hình cho nó là ai. Về điều này, Nguyễn Đình Vũ hiểu rõ và anh chàng hài lòng với việc khán giả yêu thích đứa con tinh thần của mình hơn là cần thiết phải nhận hết hào quang về phía mình. Với anh, con đường của người nhạc sĩ sẽ dài hơi hơn so với ca sĩ, nhưng một khi có chỗ đứng trong lòng người nghe nhạc thì vị trí đó sẽ rất vững bền. Những scandal đạo nhạc. Nguyễn Đình Vũ thực tế cũng là cái tên nhiều lần bị réo gọi vì scandal đạo nhạc, điển hình như ca khúc Chỉ Mình Anh Đau do Noo Phước Thịnh trình bày, nghi đạo theo Michael Jackson trong bài They Don't Care About Us, hay Nơ Con Sinh Ra, nghi đạo Faded của Alan Walker, Không Còn Là Của Nhau, nghi đạo bài Firestone của Kigo. Dù không biết vô tình hay cố ý, nhưng bản thân Nguyễn Đình Vũ cũng không lên tiếng nhiều với những gì cộng đồng mạng nói về mình. Hơn nữa, với chàng trai 9X có tuổi nghề dày dạn này, scandal không phải điều gì quá khủng khiếp. Nguyễn Đình Vũ từng chia sẻ, dùng scandal để vào showbiz, điều này không sai. Ngược lại, tôi lại rất ủng hộ nếu bạn có chiến thuật tạo scandal bài bản và rất mũi được khán giả. Đừng tạo scandal dơ bẩn, không có tài, đứng hát nhảy múa như một người điên. Đem cái đấy lên sân khấu thì hỡi ôi không còn gì để nói. Nhạc sĩ đi hát và câu chuyện ngoại hình. Sự thực, thành tựu của Nguyễn Đình Vũ trong vai trò ca sĩ không thể sánh bằng với vai trò nhạc sĩ. Vẫn có lúc, anh chàng bị gọi bằng danh hiệu là nhạc sĩ đi hát, dù những ca khúc Nguyễn Đình Vũ thể hiện cũng có sức cạnh tranh cao, đe dọa các bảng xếp hạng. Người ngoài có nhiều yếu tố để đánh giá và yêu thích một giọng ca. Nguyễn Đình Vũ cũng hiểu điều đó, nên ngoài việc nỗ lực và đổi mới bản thân mỗi ngày, anh cũng khá chăm chút đến ngoại hình của mình. Anh chia sẻ, Vũ đợi xem có ai ghét mình và chịu đựng cái ngoại hình quá khổ này không rồi mới dám ra hát. Vũ không muốn trải nghiệm một nghề mới mà không có định hướng. Biết đâu, sau này Vũ cũng ra cạnh tranh với nhạc sĩ đi hát như anh Khắc Việt hay Phạm Văn Trung thì sao? Khi bắt đầu đi hát, Nguyễn Đình Vũ bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm cân từ 111 kg xuống 90 rồi 80 kg. Không chỉ thay đổi chế độ ăn uống mà anh còn thay đổi thói quen sáng tác nhạc, như thay vì viết trong phòng thì cũng có thể ra công viên, vừa đi bộ vừa suy nghĩ giai điệu bài hát. Kết quả là cân nặng của anh chàng được cải thiện đáng kể, còn có thể tự tin nhảy những điệu nhạc vui vẻ và dẻo dai. Đặc biệt, Nguyễn Đình Vũ cũng từng gây xôn xao khi không ngần ngại thừa nhận đăng tải hình ảnh mình thực hiện phẫu thuật sửa mũi. Anh chàng cũng đặc biệt dành nỗ lực chăm sóc ngoại hình, giảm cân vì quan niệm. Nếu thật sự muốn làm ca sĩ, đứng trên sân khấu hay truyền hình thì bản thân cần phải đẹp. Điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng với khán giả của mình. Khởi đầu là một chàng nam sinh vì thất tình mà viết nhạc, Nguyễn Đình Vũ đã từng bước lột xác thay đổi bản thân để nhận được những thành tựu đáng nể như hiện nay. Sở hữu một khả năng sáng tác thuộc hàng quái vật với tác phong chuyên nghiệp chỉnh chu nghiêm túc trong từng tác phong làm việc.